Shop săn bẫy Dương Tài xin chào tất cả các anh em đam mê săn bẫy nhé. Thì hiện nay là mùa cúm núm, là đang ở trong bắt đầu ngoài Bắc thì bắt đầu chớm vào mùa rồi. Còn trong Nam thì cũng vào mùa được vài tháng rồi. Đấy, hiện nay là trong Nam là đang giữa mùa rồi nha anh em nhé. Thì anh em nào có thiếu phụ kiện bẫy gà nước thì cứ theo dõi hết cái video này. Thì để anh em lựa chọn cho mình cái đồ chơi tốt nhất để anh em đi bẫy nhé. Thì cái video này là em giới thiệu với các bác là hai mẫu gà, là một mẫu gà gỗ, gà là bằng gỗ vẽ màu lên siêu bền. Còn mẫu gà này là gà bơm keo nhé. Đấy, mẫu gà này là bên em dùng con gà thiệt, xong là lột lấy cái da của nó, rồi bơm keo silicone vô, xử lý làm sao cho nó không có mùi và nó bền cho anh em nhé. Cái lô gà này là em vừa sấy xong, chuẩn bị gửi đi cho khách chỉ nha anh em nhé. Đấy, em vừa sấy xong thì em gửi cho khách chỉ là em tiện em quay luôn cái clip này cho anh em. Đấy, em có vẽ mà mỏ với lại màu lại cho nó thêm đẹp. Đấy, anh em nhìn trên hình, trên video thì cũng biết thấy rồi. Đấy, cực kỳ sắc nét phải không anh em. Thì cái bộ môn bẫy gà nước này thì ngoài những anh em chơi gà mồi ra thì anh em chơi giải trí thì anh em không có thời gian chăm gà mồi và cũng kinh tế thì cũng không có nhiều để mua con gà mồi thật, tại vì con gà mồi thật nó đắt. Thì anh em xài cái con gà mồi giả này thì nó rất là tiện, anh em thích xách đi lúc nào thì anh em xách. Thứ hai là nó không phải mất công chăm đấy, với thứ ba là nó cũng rẻ tiền đấy, rất là dễ chơi, anh em chơi giải trí là này là quá ok. Thì anh em đánh cái gà nước này thì anh em thì thường thường xài một con gà mồi trống hoặc mái nhá. Đây là cái lô này là làm trống. Cái lô này em chưa làm mái nên là không có, em không có quay clip mái ở đây. Anh em chỉ cần một con gà mồi với hai bộ giò. Đấy, hai bộ giò này là 40 chân nhá. Hai bộ giò với một cái loa là anh em có thể chơi được gà nước rồi. Nó cực kỳ dễ. Đấy, mà lại rẻ tiền nhá. Đây là mẫu gà gỗ bên em nhá anh em nhá. Em cũng ra nhiều cái video làm mẫu gà gỗ rồi. Đấy, anh em này. Nhìn gà gỗ này, cực kỳ giống thật nhá. Đấy, rất là sắc nét. Bên em gà gỗ là vẽ bằng màu nhá, chứ không vẽ bằng sơn. Bằng màu nó sẽ bền màu. Đấy, anh em chơi 3 4 năm thoải mái. Mà cái mẫu gà gỗ này sẽ mắc tiền hơn là mẫu gà thuộc này nhá. Mẫu gà thuộc này thì nó rẻ tiền hơn. Mà anh em chơi 1 đến 2 năm thì cũng thoải mái luôn. Đấy, còn nhiều khi những con gà nó hung quá nó vào nó vẫn cắm xé được. Nó là xui rủi cho anh em cắm giò thôi. Đấy, nhưng mà gà gỗ này thì anh em thoải mái đi, vào cắn gà cắm xé thì không sợ. Còn đây, em quay chi tiết. Đấy, những cái con gà. Đấy, anh em có ưng mẫu gà này thì cứ liên hệ cho bên em. Đấy, làm cực kỳ sắc nét nha anh em nhé. Vẽ màu hẳn hoi. Đi ra. Vẽ màu đấy, cực kỳ sắc nét cho anh em luôn. Em quay từng góc cạnh cho anh em nhìn kỹ là những cái con gà thuộc bên em làm như thế này. Bên em là chuyên đồ sỉ những cái con mồi giả này nhá. Đấy, chuyên đồ sỉ tất cả các loại mồi giả cho anh em, cuốc bìm bìm gà đồng đầy đủ luôn, chuyên đồ sỉ cho các bác. Bác nào mua sỉ lẻ thì cứ liên hệ theo ba cái đầu số ở trên video cho em nhé. Đấy, mồi thì cực kỳ bền, làm cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp. Đấy, anh em nhìn trên video thì cũng đấy thôi, nét từng góc cạnh luôn. Đấy, còn gà gỗ này thì bên em là chạy CNC. CNC ra những con gà gỗ này, thuê họa sĩ là người ta vẽ nên là rất là giống thật, chứ không phải là như trên thị trường bán tào lao vẽ vỡ vẽ bẩn. Còn cái đầu nó người ta CNC người ta làm á, nó không có giống thật được như bên em. Bên em thì làm nó cực kỳ sắc nét thật. Còn cái giò này anh em nhé, cái giò này em giới thiệu sơ về cái giò này. Cái giò này là bên em làm bằng giò cáp lụa nhé, cáp lụa này cực kỳ tròn luôn. Một bộ này là 20 chân nhá, quen inox đúc này. Đấy, liên kết là chân đồng này, liên kết là dây liên kết sắm nến này. Đấy, chống đối cực kỳ tốt. Anh em ra giò là nó rất là dễ nhá, rất là mượt. Mà cái giò gà đồng này này, bên em làm như này rất ít khi rối nha anh em nhé. Anh em đánh thoải mái đi, anh em xem những clip em đánh gà là em đâu có sợ rối giò đâu, mà em túm giò em lôi nó. Cái giò gà đồng này nó không có rối như kiểu là giò gà rừng đâu nhá. Giò gà rừng thì nó có thể hay rối, anh em chơi giò anh em biết rồi, giò gà rừng cái dây rút nó dài nên là nó hay rối. Còn cái giò gà đồng này thì dây rút nó ngắn nên là nó ít khi rối, nó hạn chế rối cho anh em. Chân dài, chân 16 cm nha anh em nhé. Đây này, chân 16 cm. Mỗi bộ giò em sẽ đóng vào những cái bịch như này cho nó đẹp nhá anh em nhé. Anh gửi tới tay anh em thì nó rất là sắc nét. Đấy, một bộ giò như này là 220.000. Đấy, chưa có gồm phí ship. Anh em cần thì cứ liên hệ cho em, bên em cũng cung cấp đủ loa. Loa thì cam kết loa loại 1 có bảo hành nhé, chứ không phải như loa tào lao bán trên thị trường. Nói chung là em bán đồ cho anh em ấy thì em xài những cái đồ em cung cấp cho anh em, những cái lựa chọn cho anh em những cái đồ là tốt nhất cho anh em xài thì anh em về anh em chơi được, chứ không phải là anh em đi mua tào lao như kiểu là các nơi khác người ta bán, là mua về tuy rẻ hơn đấy nhưng mà về anh em chơi. Còn những cái đồ tào lao rồi anh em mua về nó không có chơi được, tốn tiền của anh em. Anh em mua bên em thì anh em cam kết cho anh em. Đấy, file tiếng thì em hỗ trợ tặng đầy đủ cho anh em luôn. Anh em xem mấy clip thì em cũng biết rồi. Có clip bẫy bằng gà mồi thuộc, còn có clip bẫy bằng gà mồi gỗ. Năm nay em ra nhiều clip bằng bẫy bằng gà mồi gỗ hơn nhá. Okay. Anh em nào có cần phụ kiện bẫy thì anh em cứ liên hệ cho bên em thêm trên ba cái đầu số em chèn trên video nhá. Thì bên em sẽ anh em điện tới sẽ có nhân viên tư vấn và báo giá rồi ship hàng toàn quốc cho anh em luôn. Ship hàng qua bưu điện nhé. Hàng tới nơi thì anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán thoải mái.